Chào tất cả anh chị cô chú. Thì trưa ngày hôm nay Bảo sẽ lên sản phẩm máy mài chỉnh tóc đến từ thương hiệu Drama nha. Đó mẫu này á thì trưa ngày hôm nay cũng là cuối tuần thì Bảo sẽ làm chương trình tặng quà nhiều lắm. Trời ơi anh chị thấy này, quà cáp quá trời luôn nha. Đó anh chị tha hồ mà mua. Với lại máy mài Drama này á thì hết hàng cũng cả 2-3 tháng rồi nha. Đó đợt này á, thì bảo về có 30 cây à, về một cái là mấy anh chị cô chú ở cửa hàng khác lấy hết trơn à, đó còn có 30 cây thôi. Rồi bảo báo giá luôn, có chỉnh tóc chính hãng Drama này mức giá nó khá là tốt nha. Rồi bảo khui ra giới thiệu cái là với quà tặng đi cho anh chị mình xem. Đó sản phẩm này á thì anh chị khui ra này sẽ có là khóa mở gắt te tay cầm đầy đủ nha. Rồi về thiết kế của máy Drama này á thì bảo thấy là công suất khá cao nha, 900W. Rồi vòng tua thì anh chị điều tốc từ 0 đến là 10.000 vòng luôn. Rồi thương hiệu Drama này á là thương hiệu của Nhật, nhà máy lắp đặt nó vẫn là Trung Quốc nha. Rồi anh chị thấy á, hãng này nó cũng xuất xứ là bảo thấy khá là nhiều nước nha. Đó xuất xứ đi khá là nhiều nước lớn nha. Rồi bảo test âm thanh đi, máy mài tay dài nè, có điều tốc nhẹ nhàng, rồi điều tốc ở trên hông nha, đó điều tốc nó chạy nhẹ nhàng lắm. Với lại máy này á là anh chị thấy á, máy thiết kế công suất cao nên là cho anh chị mình á, xài công trình cũng như là gia đình á thì bảo thấy nó khá là êm tay cũng như là lực cắt nó khỏe nha. Đó đề ba nhẹ nhàng. Rồi thiết kế thì bảo có giới thiệu rồi, tay dài á đó anh chị thao tác nó cũng dễ nha, máy hoàn toàn là dây đồng 100%, thang ngoài này dễ thay thế. Rồi đầu á là đầu kim loại nha, đó nó bọc phít bạc đạn kỹ lắm, cốt là cốt một tấc. Rồi mức giá có 550.000 mà trưa ngày hôm nay nha, quà tặng này á thì bảo làm chương trình có 2 ngày thôi, anh chị nào mua một máy như này 550.000 sẽ tặng 5 lưỡi đá cắt sắt anh chị à, loại tốt nha, màu nâu cắt bén lắm, với lại là lâu mòn cực kỳ. Rồi đá một tấc nha, màu xám, hàng nội địa nha. Rồi tiếp tục là một ke gốc này, đó một ke gốc 12 kg. Rồi thêm nữa nha, đó bảo tặng luôn đá mài đi, đá mài một tấc luôn, mài sắt, mài inox gì, mài nhôm, mài đá gì tùy anh chị. Rồi tiếp tục là một lưỡi cắt đa năng, bên cửa hàng bảo bán là 110.000 đây. Đó 110.000 một lưỡi. Tổng quà tặng như này á thì bảo làm chương trình nên là cũng không quy đổi ra tiền mặt gì cả. Đấy, với lại là máy thì có số lượng ít lắm nha, có 30 máy thôi, không có nhiều. Thì anh chị em nào mua là mua một hai này, 7 món này, 8 món quà luôn. Trời ơi 8 món quà, máy có 550.000 thôi mà cũng khá là ngon nha. Đó chính hãng đầy đủ. Rồi anh chị cô chú nào mua thì 30 cây thì bảo thấy cây nào nó cũng như nhau à. Đó, hàng chính hãng công ty, bảo hành 6 tháng nha. Đó chỉnh tóc nhẹ nhàng lắm nha. Máy thì rất là to, cực kỳ lớn luôn, có 550 thôi mà một đống quà tặng luôn. Rồi thì bảo giới thiệu có 30 sản phẩm, vì những công ty khác thấy con máy này chất lượng quá, giá thành rẻ này thì người ta nhập hết, bảo nhập sau hết hàng 2 tháng mấy rồi. Thì anh chị cô chú nào á thích một con máy mài có thể chỉnh tóc 6 số kèm một đống quà này có thể chọn mua trưa ngày hôm nay. Vì chương trình tặng quà này á bảo làm thứ bảy chủ nhật thôi, quà là hết, sẽ không tặng quà nữa đâu. Rồi bây giờ á anh chị nào muốn mua hàng thì có thể liên hệ cho bảo qua 3 số điện thoại để được đặt hàng. Đó mình chưa đặt được á, máy nó hết thì mình cứ đăng ký kênh, bảo sẽ cập nhật máy tiếp theo cho anh chị mình mua. Rồi bảo xin kết thúc buổi trưa tại đây về chương trình máy mài chỉnh tóc Drama cộng quà tặng quá trời.